Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cả nhà cùng vào bếp với mẹ của mình để nấu món sườn chay chiên nước mắm nha. Món này thì ngoài ăn kèm với cơm thì mình có thể ăn kèm với bún hoặc là với bánh mì nha cả nhà, rất là ngon luôn. Mình sử dụng ở đây là hai gói sườn chay. Sau khi đã cắt ra thì mình sẽ đem đi ngâm nước. Tầm khoảng 15-20 phút thì đã miếng là mềm thì mình sẽ vớt ra trước. Sau đó mình sẽ vắt cho khô. Sau đó thì mình sẽ đi xé sợi. Khi dầu sôi thì mình sẽ cho sườn vào chiên cho giòn. Phần sốt của mình gồm có 6 muỗng canh nước mắm chay, 1 muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê bột ngọt với 1 muỗng canh tương ớt. Mình sẽ bắt lên chảo và cho gia vị tan ra. Khi gia vị tan thì mình sẽ mở lửa nhỏ và cho sườn vào. Mình xóc đều lên để cho sườn ngấm gia vị. Khi sườn đã rút hết gia vị thì mình sẽ tắt bếp. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha.